Còn có sự hoang mang ở trong đó nữa. Có vẻ như mọi chuyện lúc này còn tồi tệ hơn với Phúc khi nhận được tin nhắn chia tay từ Lan Anh. Và Phúc bắt đầu cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc lần này. Dường như Lan Anh khó có thể bình tĩnh sau những lời nói lạnh lùng cũng như sự hững hờ trước đó của Phúc. Anh mở cửa đi vô nha. Wow. Em không trả lời là anh mở cửa vô luôn á. Anh vô nha. Không muốn nói chuyện không? Em cứ im lặng hoài luôn á. Nghe từ lúc nhắn tin ngày hôm qua em cũng không trả lời anh. Không có nhận anh đâu. Thì giờ nói chuyện với anh. Em muốn em nói chuyện với anh thôi. Thế nó không thích rồi mà. Sao nãy giờ em suy nghĩ gì? Sao chia tay trên sóng truyền hình luôn không? Ai kêu ghiền không? Ghiền vừa vừa thôi, ghiền đăng ký tham gia rồi đó chưa nha. Sao rồi mới một con cháu coi lại ấy rồi lỡ người yêu mới coi sao? Ừ. Lên sân thượng nha. Trên sân thượng hay lắm. Nhìn được hoàng hôn rồi. Qua lên nó lọc rồi. Nhưng mà chưa lên nha. Anh chưa lên đó mà. Ê là giờ là cái cảnh mà mẹ thấy con gái mình khóc rồi. Xong rồi bạn em ơi mày đừng có khóc trên tivi. Anh nói gì chúng hết luôn, đâu né được nào rồi. Giờ nè hoàng hôn nè, tầm giờ này là có hoàng hôn nè, đi nhanh lên đi. Đi về trước rồi để em sửa soạn mới cấp lại phải không? Em kính. Em kính hả? Ok em đi xuống á. Vậy là cả hai đã quyết định cho nhau thêm một cơ hội nữa.